Welcome to Naughty for All YouTube channel. Here, you can practice sample dialogues for Naughty CCL exam. The principal talking about the behavioral problems of the student to his parent. The dialogue begins now. Good morning, Mrs. Lakshmi. Thank you for coming on this cold and rainy morning, but we are very concerned about your son's behavior. We didn't want to tell you over the phone. Cảm ơn bạn đã cho điều đó. Tôi hy vọng nó không phải là rất nghiêm trọng. Ông khó nói chuyện với chúng tôi về trường học. Tôi nghĩ có lẽ ông đã không làm tốt với công việc học. Well, that's partly true. One of our teachers has reported that your son isn't following the rules about internet access during lab sessions. He uses the internet to play online soccer games. Tôi biết anh ấy yêu bóng đá. Anh ấy luôn trên Internet chơi trò chơi bóng đá trực tuyến. Nhưng ông nên biết rằng ông không thể làm điều đó ở trường. Bạn có nói với anh ta các quy tắc? I'd like to assure you, we tell all students the rules about accessing the internet during class hours. We actually get them to sign an agreement that they've read the rules. Anh biết là chúng ta mới ở đất nước này. Ông nói với tôi rằng ông không hiểu một số quy tắc và ông quá nhút nhát để yêu cầu một lời giải thích bởi vì các sinh viên khác trêu chọc ông.
Well, that's no excuse for breaking the rules. If he needs help, he should come and tell us privately. We'll always keep it confidential. Có lẽ vấn đề thực sự là ông không thể làm công việc lớp học và ông làm những thứ khác để thay thế. Tôi biết rằng ông thực sự tìm thấy toán và khoa học khó khăn. Maybe you're right, but he still needs to tell us. We have a homework club on Thursdays. He can come and get help with maths and science from our teachers. Điều đó sẽ rất hữu ích. Tiếng Anh của chúng tôi là không đủ tốt để giúp anh ta. Có một khoản phí cho điều đó và khi là nó. It's a free service. It's from 4 PM to 6 PM. End of dialogue. Subscribe to Naughty for All YouTube channel and click the bell icon to get notified when we post our videos.